tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Phùng Quang Thanh. Các đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vào viếng và ghi sổ tang, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Phùng Quang Thanh. Vào viếng đồng chí Phùng Quang Thanh còn có đoàn của các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương và Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ đã gửi vòng hoa kính viếng. 12 giờ 30 phút cùng ngày, lễ truy điệu đồng chí Phùng Quang Thanh được cử hành trọng thể tại Nhà Tang lễ Quốc gia. Đồng chí Phùng Quang Thanh sinh ngày 2 tháng 2 năm 1949, quê quán xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Tham gia cách mạng tháng 7 năm 1967, vào Đảng ngày 11 tháng 6 năm 1968. Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 9, 10, 11, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 10, 11, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13. Nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí được trao quân hàm Đại tướng tháng 7 năm 2007. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 3 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại nhà riêng, hưởng thọ 73 tuổi. Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Lễ an táng đồng chí Phùng Quang Thanh được tổ chức vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày tại nghĩa trang xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Lời cảm ơn Ban lễ tang cấp nhà nước và gia đình đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các cơ quan, ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, đại sứ quán một số nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, các cơ quan thông tấn, báo chí, bà con quê hương, họ hàng, bạn bè, đồng đội gần xa đã gửi thư, điện, chia buồn, đưa tin, gửi vòng hoa, đến viếng, dự lễ truy điệu, lễ an táng, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các khóa 9, 10, 11, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 10, 11, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Trong tổ chức lễ tang có điều gì sơ suất, xin được lượng thứ. Ban lễ tang và gia đình.